cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con làm chi. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Virginia thực hiện để giải bày chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại, cũng như giải đáp những thắc mắc của quý thính giả về niềm tin của Cơ Đốc giáo. Chúng tôi cũng đồng ý với Mục sư Billy Graham rằng chúng ta không thể dùng sự hiểu biết hữu hạn của con người để giải bày tất cả những gì Đức Chúa Trời đã mặc khải qua Kinh Thánh, cũng như giải thích tất cả những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng mời những vị mục sư, những diễn giả dày kinh nghiệm và được đầy ơn Chúa để có thể trình bày cho quý vị hiểu thấu đáo được lời của Đức Chúa Trời, hiểu được chân lý cứu rỗi. Rất mong quý vị theo dõi và giới thiệu đến thân hữu, bạn bè xa gần để họ cũng được nghe lời Chúa và được cứu như chúng ta. Kính thưa quý thính giả, chương trình của chúng tôi như thường lệ gồm có hai phần: câu chuyện hàng tuần và phỏng vấn giải đáp niềm tin. Trong đề mục câu chuyện hàng tuần hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề Biên bản vi phạm giao thông qua phần trình bày của Hà Vân, Nam Anh, Kevin Phạm và Mai Phạm. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Biên bản vi phạm luật giao thông. Chắc nhìn chằm chằm vào cái công tơ mét trên xe mình trước khi giảm tốc độ 75 dặm một giờ. Đây là lần thứ tư trong mấy tháng gần đây. Không hiểu sao cứ bị cảnh sát bắt gặp hoài như thế chứ. Khi xe giảm tốc độ chỉ còn 10 dặm một giờ, chắc cho xe lùi lại, nhưng chỉ nửa vời thôi. Cứ để cho anh cảnh sát lo lắng về mối nguy hiểm tai nạn giao thông. Anh cảnh sát bước ra khỏi xe, trên tay cầm một xấp giấy tờ. Ồ, Bob à, chẳng lẽ anh Bob ở nhà thờ đó sao? Chắc kéo cao cổ áo khoác lên một chút, anh cúi người xuống. Trường này còn tệ hại hơn một tấm thẻ phạt nữa. Một cảnh sát Cơ Đốc bắt gặp một tên vi phạm luật lệ giao thông, vốn vẫn nhóm cùng nhà thờ với anh mỗi Chủ nhật. Thật tồi tệ. Chắc chỉ mong nhanh chóng chạy về với vợ con sau một ngày làm việc mệt mỏi ở văn phòng mà thôi. Anh cũng là người đã hẹn sẽ đi chơi đánh gôn chung với anh cảnh sát Bốp vào ngày mai đây. Nhảy ra khỏi xe, chắc tiến lại phía người đàn ông mà anh gặp hàng tuần vào Chủ nhật. Người mà anh chưa bao giờ thấy trong bộ đồng phục này. Xin chào anh Bob. Thật tình cờ lại gặp anh trong hoàn cảnh như vậy. Chào, chắc. Không hề có nụ cười nào đáp lại. Chắc anh cũng đoán là tôi đang vội về nhà với vợ con. Ừ, tôi cũng đoán vậy. Bob có vẻ không kiên định lắm. Tốt. Tôi đã làm cả ngày dài ở công ty, thật mệt mỏi. Tôi nghĩ là tôi chỉ phạm luật có chút xíu thôi. Đây là lần đầu tiên đấy. Chắc vừa nói vừa lấy chân dí dí trên hòn đá cuội bên vệ đường. Diane mới gọi tôi và nói về món bò rán và khoai tây cho buổi tối nay. Anh biết ý tôi muốn nói gì không? Tôi biết chứ. Tôi còn biết rằng anh là người có tiếng trong vùng này nữa. Oai, kiểu này có vẻ tình hình đang chuyển theo hướng xấu rồi. Tới lúc phải đổi chiến thuật thôi. Thế đồng hồ của anh bấm lúc tôi chạy vận tốc bao nhiêu thế? 7:11. Anh có thể vui lòng vào xe ngồi lại không?
Khoan đã, Bob à. Tôi cũng nhìn đồng hồ của tôi khi tôi vừa thấy anh. Tôi thấy chỉ vừa chạm mức 65 thôi mà. Lời nói dối trở nên tự nhiên mỗi khi người ta lâm vào cảnh có thể bị nộp phạt như thế này. Chắc anh hãy vào lại trong xe đi. Bối rối. Chắc con người chung vào trong xe qua cánh cửa đang mở. Đóng mạnh cánh cửa xe. Anh bắt đầu bật công tắc. Anh chẳng vội vàng gì mở cửa sổ ra cả. Vài phút nặng nề trôi qua. Bốp, xé một tờ khỏi tập giấy. Tại sao anh ta chẳng hỏi bằng lái xe nhỉ? Chắc nghĩ bụng rằng, dù có lý do gì đi nữa, chắc cũng cả tháng nữa, mình mới lại ngồi gần ngài cảnh sát kia trong nhà thờ. Một cái gõ nhẹ vào cửa sổ phía trên đầu chắc. Bốp đang đứng đó, trên tay đang xếp tờ giấy lại. Chắc quay cửa sổ xuống một chút, chỉ là một kẽ hở, khoảng 5 cm, chỉ vừa đủ để Bốp thò tay đưa mảnh giấy vào thôi. Cảm ơn. Chắc không thể kìm được cái vẻ quay thường trong giọng nói. Bốp chẳng nói tiếng nào, quay bước trở lại xe của anh ta. Chắc nhìn Bốp qua kính xe. Anh mở tờ giấy ra đọc. Không biết phạt mình bao nhiêu đây? Chờ một chút. Cái gì đây? Có vẻ như chuyện đùa. Đây không phải là một tờ biên bản vi phạm luật giao thông. Chắc bắt đầu đọc. Chắc, thân mến, trước đây tôi có một đứa con gái nhỏ, lúc nó mới 6 tuổi, thì chết vì bị một chiếc xe tông vào. Anh đoán xem, đó là một người chạy quá tốc độ. Đương nhiên là anh ta bị phạt một số tiền và cũng bị tù trong thời gian 3 tháng. Sau đó thì anh ta được tự do. Tự do để ôm hôn những đứa con gái của anh ta. Còn tôi thì chỉ có một đứa mà thôi. Và tôi phải đợi cho đến khi trở về thiên đàng thì mới có thể lại được ôm nó vào lòng. Cả ngàn lần tôi cố gắng để tha thứ cho người đàn ông kia. Cả ngàn lần tôi nghĩ rằng tôi đã tha thứ. Cũng có thể tôi đã làm được điều đó. Nhưng tôi lại phải làm lại điều đó hoài. Bây giờ cũng vậy. Xin hãy cầu nguyện cho tôi. Và cũng hãy cẩn thận. Bây giờ đứa con trai nhỏ là tất cả những gì còn lại mà tôi có. Bớt. Chắc ngoáy đầu lại, vừa lúc chiếc xe của Bốp quay đầu và hướng ra đường cái. Chắc nhìn theo cho đến khi chiếc xe chạy khuất. 15 phút sau đó, chắc cũng quay đầu xe và lái chậm chậm về nhà. Anh vừa lái xe, vừa cầu nguyện xin Chúa tha thứ. Và anh nghĩ sẽ làm vợ con ngạc nhiên khi ôm vợ và những đứa nhóc con mình vào lòng ngay khi mà anh bước vào nhà. Suy gẫm. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống, chúng ta sai phạm nhiều cách lắm. Có những sai phạm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời của mình. Nhưng cũng có những sai phạm gây ảnh hưởng không nhỏ đến người khác. Và có lẽ nhiều người trong chúng ta, kể cả những người theo Tin Lành của Chúa Giêsu, cũng có hành vi và thái độ giống như Chác. Khi phạm lỗi, luôn tìm mọi cách để biện minh và không chấp nhận sai lầm của mình. Chác vi phạm luật giao thông. Trên nguyên tắc, anh phải bị phạt theo đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng, kết thúc của câu chuyện khiến Chác và chúng ta ngỡ ngàng. Thay vì nhận biên lai giấy phạt từ một người đại diện luật pháp, anh lại nhận được lá thư từ một người cha đã mất đi đứa con của mình trong một tai nạn giao thông
do một ai đó gây ra. Lá thư như một lời nài xin. Jack à, anh làm ơn đừng có tái phạm nữa. Hãy chạy đúng tốc độ thôi. Thưa quý vị, khi suy nghĩ điều này, chúng tôi liên tưởng đến thái độ và hành vi của con người đối với ông trời mà người Việt chúng ta thường gọi, chính là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Thiên Chúa tạo dựng con người chúng ta theo hình ảnh của Ngài và ban cho chúng ta mọi thứ để sinh tồn. Nhưng con người chúng ta không biết ơn Ngài, không thờ phượng Ngài, mà nhiều khi còn quay lưng chống đối Ngài. Đó là tội bất hiếu với Cha Thiên Thượng của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta còn mắc không biết bao nhiêu lỗi lầm khác nữa. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời cho biết. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Thay vì Ngài sẽ phạt chúng ta, thì Ngài lại khuyên nài chúng ta, giống như người cảnh sát trong câu chuyện trên. Chúa phạt, sao các người muốn chết hỡi nhà Israel? Ê-xê-chi-ên, đoạn 33 câu 11, Ngài còn cho biết, thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết làm vui, nhưng vui vì nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các người khá xây bỏ đường lối xấu của mình. Chúng ta không biết chắc sau này có tái phạm luật giao thông nữa hay không. Nhưng với loài người, dù Thiên Chúa đã nhiều lần kêu gọi con người đừng phạm tội, quay về với Ngài, nhưng loài người vẫn chìm đắm trong tội lỗi của mình, vẫn không chịu quay về thờ phượng đấng tạo hóa, mà tôn thờ những thần do con người dựng nên. Vì quá yêu thương con người, nên hơn 2.000 năm trước, Thiên Chúa đã sai con Ngài là Chúa Giê-xu đến trần gian để chịu chết thế cho tội lỗi của loài người. Chỉ với mong ước con người tỉnh thức, quay về thờ phượng Đức Chúa Trời, ngõ hầu thoát khỏi hình phạt đời đời nơi hỏa ngục, như lời Ngài phán trong sách Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Xin quý vị đừng chần chờ nữa. Hãy đến với Đức Chúa Trời qua dòng huyết báo của cứu Chúa Giê-xu Christ, con một của Ngài. Vì ngoài Chúa Giê-xu không còn con đường nào khác dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời, Cha yêu dấu của chúng ta. Bởi Chúa Giê-xu phán, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Giăng 14 câu 6. Quý vị ơi, xin quý vị tìm hiểu để tỏ tường đâu là con đường đúng, đâu là lời thật, và nơi đâu có sự sống đời đời. Đừng để mình phải đi lạc đến khi quá muộn không còn đường quay về. Chúa Giê-xu đã chết thay cho tội lỗi của quý vị và tôi trên thập giá. Đôi bàn tay Ngài đang dang rộng như mời gọi quý vị quay về với Ngài để tội được tha, linh hồn được cứu, muốn thật hết lòng. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về lẽ đạo của Chúa Cứu Thế Giê-xu, xin vui lòng gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 703-232-6457. Chúng tôi rất vui để tiếp chuyện cùng quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe và kính chúc quý vị một tuần lễ mới bình an phước hạnh. Kính thưa quý vị, tiếp theo là phần giải đáp niềm tin. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe vài lời chia sẻ của Mục sư Trần Quang Thành, là thành viên của Trung tâm Phát thanh Tin lành Virginia. Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, cũng như quý vị đang lắng nghe chương trình Phát thanh Tin lành tại Virginia. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành, hạnh phúc
trong sự ban cho của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Thưa quý vị, dù hôm nay ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta đã đi qua, nhưng có lẽ dư âm của ngày Tết vẫn còn trong lòng của mỗi người con đất Việt. Mùa xuân vẫn còn mà, đúng không thưa quý vị? Và như quý vị đã biết, thì cứ mỗi độ xuân về chúng ta thường nghe những bản nhạc xuân vui tươi, nhộn nhịp, vân vân. Nhưng cũng có những nhạc phẩm nói lên tâm trạng buồn khi phải xa nhà trong ba ngày Tết, như nhạc phẩm Xuân Này Con Không Về. Hoặc có những bài thơ cũng chất chứa những nỗi niềm, những ưu tư như bài thơ Xuân Đất Khách của nhà thơ Trần Trung Đạo. Trong đó có các câu như sau. Ai có về bên kia đất nước, thở dùm tôi hơi ấm quê hương, tôi con ắng lạc mùa xuân trước, vẫn khóc âm thầm nơi viễn phương. Rồi cũng có những bài hát nói lên tâm trạng hay nỗi xót xa cho thân phận con người, như nhạc phẩm Mừng Tuổi Mẹ của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần. Có lẽ ai trong chúng ta cũng nhìn nhận phận người hay phận mình cũng chỉ là cát bụi mong manh. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua nhạc phẩm Cát Bụi đã nói lên thân phận của con người. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi để một mai tôi trở về cát bụi. Bây giờ câu hỏi được đặt ra là tại sao mọi người trên thế gian này, dù theo tín ngưỡng nào, đều có cùng một suy nghĩ như vậy? Theo chúng tôi, để trả lời cho câu hỏi này, có lẽ ông bà ta ngày xưa đã biết được con người của chúng ta được dựng nên từ bụi đất. Và theo chúng tôi, thì có thể có hai nguyên nhân mà ông bà ta biết được điều đó. Nguyên nhân thứ nhất là qua kinh nghiệm. Khi một người qua đời, người ta chôn cất, rồi sau một khoảng thời gian vì một lý do nào đó phải di dời hài cốt. Khi khai quật mộ phần lên, thì người ta chỉ thấy còn lại nắm tro tàn. Và như thế, ông bà ta kết luận con người chúng ta được tạo ra từ bụi đất. Nguyên nhân thứ hai, có thể ông bà ta từ ngàn xưa đã nghe hay đã đọc được những điều đã chép trong Kinh Thánh. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Bởi vì chỉ có Kinh Thánh và qua Kinh Thánh, Thiên Chúa mới cho chúng ta biết con người chúng ta được tạo dựng nên như thế nào. Con người của chúng ta từ đâu đến và rồi chúng ta sẽ đi về đâu. Thưa quý vị, trong sách đầu tiên của Kinh Thánh là sách Sáng Thế Ký, ký thuật lại câu chuyện Đức Chúa Trời tạo nên vũ trụ vạn vật và loài người của chúng ta. Lời Chúa được chép trong sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 7, khi Chúa tạo dựng nên loài người như sau. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sinh linh. Như vậy rõ ràng qua câu Kinh Thánh này, lời Chúa cho chúng ta biết hai điều. Thứ nhất, chúng ta được tạo nên từ bụi đất, nghĩa là Đức Chúa Trời dùng bụi đất để nắng lên một cái tượng người nằm bất động. Điều thứ hai, sau khi Chúa nắng lên một tượng người nằm bất động, vô tri vô giác đó, thì Chúa bắt đầu hà sinh khí vào lỗ mũi của cái tượng bằng đất đó, thì con người mới trở nên một loài sinh linh, tức là con người của chúng ta. Còn có một câu khác nữa mà tôi nghĩ rằng có lẽ quý vị cũng đã từng nghe, là cái gì của Caesar hãy trả cho Caesar. Thế nhưng quý vị có biết câu nói đó do ai nói không? Thưa quý vị, đó chính là câu nói của Chúa Giê-xu. Nhưng có lẽ mỗi người trong quý vị chỉ nghe được phần đầu câu nói của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không dừng lại ở cái chỗ rằng cái gì của Caesar hãy trả cho Caesar, mà Ngài nói tiếp, cái gì của Thượng Đế hãy trả cho Thượng Đế. Như vậy, nguyên văn của câu nói của Chúa Giê-xu là cái gì của Caesar hãy trả cho Caesar, còn cái gì của Thượng Đế hãy trả cho Thượng Đế.
Vậy thì cái gì phải trả cho Thượng Đế? Thật lòng mà nói thì tất cả những gì trên vũ trụ này đều là của Thiên Chúa, bởi vì Ngài là đấng sáng tạo. Nhưng trong hình hài của con người chúng ta sống động được là nhờ vào sinh khí của Thiên Chúa. Vì vậy, lời của Chúa Giê-xu phán có ý cho rằng mỗi người trong chúng ta phải trả lại cho Chúa sinh khí hay là linh hồn của chúng ta. Như lời Chúa phán trong sách Truyền Đạo chương 12 câu 7, và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Vì vậy, rồi đây quý vị và tôi phải trả lại cho Chúa phần linh hồn mà Chúa đã ban cho chúng ta từ thuở ban đầu. Không một ai được miễn trừ, nghĩa là linh hồn phải trở về nơi Đức Chúa Trời. Nhưng điều đáng nói ở đây, Thiên Chúa là đấng thánh khiết, còn tôi và quý vị là những tội nhân. Lời Chúa khẳng định, vì mọi người đều đã phạm tội. Linh hồn của chúng ta bị nhiễm đầy mọi thứ xấu xa. Lòng của chúng ta bị nhiễm đầy sự gian dối, hờn giận, ganh ghét, vân vân. Nên chúng ta không thể nào trở về được. Giống như quý vị có một cái tủ quần áo mới và sạch, quý vị không thể treo vào cái tủ quần áo đó một chiếc áo dơ bị dính đầy bùn hay hôi hám được. Muốn treo chiếc áo dơ giấy dính đầy sình đó vào trong cái tủ thì quý vị phải giặt ủi sạch sẽ. Cũng một lẽ ấy, Thiên Chúa sẽ không chấp nhận một linh hồn tội lỗi trên thiên đàng. Như vậy thì làm cách nào? Con người của chúng ta thì cho rằng mình ăn ngay ở lành làm việc công đức thì chúng ta sẽ được vào thiên đàng hay chốn cực lạc. Nhưng thưa quý vị, điều đó không được và không thể nào được. Bởi vì người xưa có câu, cả đời làm lành, lành chưa đủ, một ngày làm ác, ác có dư. Và cái tội lớn nhất mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng ta ăn cơm trời, uống nước trời mà không thờ phượng trời. Hơn nữa, mỗi chúng ta tự xét lại lòng mình, có phải chúng ta còn quá nhiều lỗi lầm không? Và khi chúng ta có tội thì chúng ta không thể nào được về thiên đàng. Kính thưa quý vị có muốn được hưởng phước trên thiên đàng sau khi chúng ta đi hết thời gian tạm bợ trên đất này không? Tôi thiết nghĩ rằng không một ai trong chúng ta muốn mình đi vào quả ngục. Vậy thì làm cách nào? Giống như một chiếc áo dơ kia, muốn treo vào cái tủ quần áo mới và đẹp, thì quý vị phải giặt chiếc áo dơ đó. Tại đây cũng vậy. Quý vị muốn vào được thiên đàng thì mọi tội lỗi, mọi thứ dơ giấy trong lòng và tâm trí của chúng ta phải được tẩy sạch. Và không có vật gì hay điều gì hay một ai đó có thể tẩy sạch tội lỗi cho quý vị, ngoại trừ dòng huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bởi Kinh Thánh phán, huyết của Đức Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Thưa quý vị, thường vào những ngày cuối năm, thì chúng ta sẽ dọn nhà cửa, sắm sửa để chuẩn bị chào đón năm mới. Vì vậy, ngay thì giờ này, xin quý vị hãy xét lại tấm lòng của mình. Có phải mình còn quá nhiều sai phạm hay không? Vậy thì tương lai của quý vị sẽ thế nào? Ngày Chúa đến, hay ngày quý vị đi hết thời gian tạm bợ trên đất này? Thân thể của chúng ta sẽ trở vào bụi đất, còn linh hồn của quý vị và tôi sẽ về đâu? Xin quý vị mở lòng ra đón nhận Chúa Giê-xu, vì chính Ngài đã trả thay món nợ tội lỗi cho quý vị. Chỉ cần quý vị thưa với Ngài rằng, lạy Chúa, con biết con là người có tội, con biết Chúa Giê-xu chết vì tội của con. Con xin ăn năn từ bỏ lỗi lầm. Con xin Chúa Giê-xu ngự vào lòng con, nhận con làm con của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Nếu quý vị đã lặp lại lời cầu nguyện trên, thì quý vị sẽ nhận thấy năm mới 2022 này là một năm bình an và hạnh phúc thật sự. Không những chỉ một năm này thôi, mà lời Chúa còn hứa Ngài sẽ ban cho quý vị sự bình an, vui thỏa hết trong những ngày trên đất
và một phước hạnh đời đời ở mai sau. Kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về lẽ đạo của Chúa Cứu Thế Giê-xu, xin quý vị gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 703-232-6457. Chúng tôi rất vui để được tiếp chuyện cùng quý vị. Amen. Trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sâu thông hối con muôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngã nghiêng. Bước chân hoang đàng, nay bên yêu thương tình đam tình. Con nay trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn ứa, có lá hoa không tàn úa, lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa. Và hãy tha thứ, Ngài dựng nên con, không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất, con phải vương tụng lụy yêu đuối. Dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn nghĩa muôn trở về, lòng con bối rối hoang mang. Quyết chí ăn năn chưa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối. Thắp hương chân thành, đây trái tim con tận hiến Ngài. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con thoái hư, vì là bụi đất con phải vương tụng lụy yêu đuối. Dẫn con trên đường lành, thủy chung ân nghĩa muôn đời. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con, không khi nào mặc con thoái hư. Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn nghe lại chương trình này, quý vị có thể vào trang web của chúng tôi qua địa chỉ www.phatthanhtinlanh.net. Nếu quý vị muốn có CD hay thẻ nhớ của chương trình, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703-232-6457 hoặc email cho Mục sư Trần Thái Sơn qua địa chỉ email msthaisơn@yahoo.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, chương trình Phát thanh Tin Lành đến đây tạm ngưng.
Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Nguyện xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước trên quý vị và gia đình. Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mang. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con vui cao quý. Xin cho con trái tim.